Kính chào quý vị và các bạn. Đêm nay và sáng ngày mai, miền Bắc tiếp tục duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù nhẹ rải rác. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, trời rét nhẹ về đêm và sáng. Còn ban ngày thì trời nắng ấm với nhiệt độ trưa chiều là từ 25 đến 28 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Dự báo từ ngày 15 tháng 1, không khí lạnh mạnh ở phía Bắc sẽ tràn xuống nước ta, trời chuyển nhiều mây hơn và có mưa kèm theo nhiệt độ giảm thấp. Từ chiều và đêm ngày 15 tháng 1 đến khoảng ngày 18 tháng 1 thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến là từ 9 đến 12 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ là 6 tới 9 độ và vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Với các tỉnh miền Trung, nắng ráo cũng là thời tiết chủ đạo trong ngày mai với nhiệt độ ở các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế phổ biến từ 25 đến 28 độ. Còn đối với các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận thì trời nắng nhiều hơn nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến là từ 28 đến 31 độ. Dự báo từ chiều tối ngày 15 đến ngày 18 tháng 1 khi mà không khí lạnh ở phía Bắc dồn xuống thì khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ cũng theo đó giảm thấp. Nằm xa hơn về phía Nam nên tác động của không khí lạnh cũng ảnh hưởng muộn hơn. Trong 2 ngày tới, các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến ít mưa, có chăng chỉ là mưa thoáng qua ở một vài nơi về tối và đêm ngày 14. Còn ban ngày thì trời có nắng nhiều hơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh Tây Nguyên phổ biến là từ 27 đến 30 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ là 30 đến 33 độ. Sau đó khoảng ngày 16 ở phía Nam sẽ chuyển nhiều mây hơn và nhiệt độ giảm nhẹ. Trên biển, trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió cấp 3, cấp 4. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,75m. Từ ngày 15 tháng 1 trở đi, gió mạnh lên mức cấp 5, sau tăng lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa từ ngày 15, gió cũng mạnh dần lên mức cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6. Mưa dông cũng gia tăng, nhất là với vùng biển phía đông. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.